Cho em xin cánh tay của những Blink nào các bác ơi. Bác nào chuẩn bị đến Mỹ Đình đu idol Blackpink thì đừng bỏ qua view này nhá. Để em dẫn các bác đến top 5 homestay Cầu Giấy, ngon bổ rẻ cho các bác yên tâm chuẩn bị lên đồ, cháy phố của các chị đẹp luôn đây. Tuyệt quá, thế mới là hảo hán chứ. 1. La Homestay nằm ngay trên đường Nguyễn Khang, thuận tiện đến concert của các chị đẹp. Căn homestay gồm 4 phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi với view ban công ngắm nhìn toàn thành phố. Đi đua idol về thì các bạn yên tâm về một party ăn mừng nhé. La Home có chỗ cho các bạn nướng BBQ luôn. 2. Vivan's House. Căn homestay nằm trong khu Vinhome, thiết kế vừa sang trọng vừa ấm cúng, với tiện ích vô cùng đầy đủ, chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi yêu cầu của các bác. Nằm ở gần Bixi Thăng Long, rất thuận tiện cho các bác vui chơi, mua sắm rồi về mình thuê xe máy đi Vipu thì quá là hợp lý luôn. Đẹp này, 10 điểm, chốt luôn này. 3. 1991 Homestay Cầu Giấy. Đi đua idol về rồi thì mình tranh thủ đi du lịch, khám phá truyền thống Hà Nội thì quá ư là hợp lý luôn các bác nhỉ. Một công đôi việc luôn đấy chứ. Mời các bác ghé thăm 1991, gây sốt về diện mạo ấm cúng trang nhã, nằm trong căn nhà xưa cũ 3 tầng ở con ngõ nhỏ Nghĩa Tân, với không gian rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, chắc chắn sẽ mang lại cho các bác một trải nghiệm tốt khi ở Hà Nội. 4. Ring Power House. Với vị trí ở trung tâm Cầu Giấy, thuận tiện cho các bác ghé thăm những địa điểm nổi tiếng như phố cổ, lăng chủ tịch. Căn homestay còn có 3 phòng được thiết kế trẻ trung, hiện đại, pha chút cổ điển. Ngoài ra, Home còn có dịch vụ đưa đón tận nơi, quầy bar cho các bác quẩy từ bến luôn. 5. U Home. Bác nào thích phong cách đơn giản, trang nhã thì không thể bỏ qua em này nhé. Đến đây, các bác sẽ cảm thấy ấm cúng như nhà của mình luôn. Phòng được thiết kế đơn giản với nội thất cổ sang trọng và thoải mái, đầy đủ tiện nghi từ bếp núc, máy giặt, tủ lạnh. Tối đến, mình lên tầng thượng cho chuyện tâm sự, ngắm thành phố về đêm thì chưa phải biết các bác ạ. Bác nào chuẩn bị đi concert thì nhanh tay book luôn mấy em homestay ngon buổi gì này luôn đi nhé.